Trong sáng nay, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi gặp mặt thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2024. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường cho biết, việc triển khai tổ chức thực hiện tặng quà nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ cho người có công trên địa bàn thành phố theo quyết định số 590 ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch nước, Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tổ chức 9 đoàn đi thăm tặng quà cho gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với tổng kinh phí trên 9 tỷ 400 triệu đồng từ ngân sách địa phương và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có hơn 38.400 gia đình chính sách, trong đó có gần 5.000 đối tượng người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên hàng tháng, với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng một tháng. Toàn thành phố hiện còn 20 trên 861 mẹ Việt Nam anh hùng và 14 trên 45 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến còn sống. Đánh giá cao công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo gia đình chính sách người có công tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng bằng những việc làm hết sức thiết thực để bảo đảm người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Phát động mạnh mẽ các phong trào đền ơn đáp nghĩa và coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là trách nhiệm của các cấp các ngành, của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của mọi người dân, của thế hệ hôm nay và mai sau.